Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Giang đây các bạn. Ở trong video này mình sẽ review cho anh em một loại món, một loại bánh rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn anh em. Các anh biết đề bánh gì? Là thì bánh chua bay anh em. Chua cục bay. Mình sẽ cùng thưởng thức xem bánh chua bay có vị như nào anh em nhé. Ok anh em. Ok anh em. Mình sẽ không bóc nhé. Thôi em phải quan sát chiếc bánh chua bay của mình. Ok. Sẽ cùng bóc chiếc bánh này nhé. Mời anh em nhé. Ok. Phần kem một chiếc bánh khá là ngon anh ạ. Khá ngon và khá hấp dẫn. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là ngon nhé. Bánh rất là mềm, rất là thơm. Thơm ngon tuyệt vời anh ạ. Rất ngon anh em. Bánh rất là ngon. Bánh rất là ngon và hấp dẫn anh em ạ. Vị rất là ngon. Thấy rất là ngon anh em ạ. Vị rất là tuyệt vời nhé. Rất là tuyệt vời anh em ạ. Hoặc là sau mình sẽ review nhiều loại bánh hơn anh em nhé. Anh em thấy bánh của mình ăn hết rồi. Ok anh em, và video mình đến đây sắp kết thúc rồi. Thì nói lời chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhé. Ok anh em. Anh em mà thấy video mình hãy để một like, một share, subscribe kênh của mình nhé. Thì chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em. Thank you.